Thời điểm này tranh thủ lúc nông nhàn, bà con vào rừng hái nấm để sử dụng và đem bán nhằm tăng thêm thu nhập. Dù nấm là một loại thực phẩm quen thuộc và bổ dưỡng, song người dân cũng cần hết sức cẩn trọng, tránh sử dụng nhầm nấm độc có thể gây ngộ độc, tử vong ngay sau khi sử dụng. Trên thực tế, mỗi năm trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra các vụ ngộ độc nấm, đa phần là do các loại nấm độc mọc trong tự nhiên. Điều này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về việc người dân còn chủ quan trong việc thu hái, sử dụng các loại nấm trong tự nhiên làm thực phẩm. Chỉ 15 phút sau bữa cơm trưa ngày 29 tháng 3, tất cả 3 thành viên trong gia đình ông Triệu Thiến Kim, người dân ở bản Nhàm, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, đều thấy xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng, tiêu chảy và chóng mặt. Sau một ngày điều trị tại nhà, thấy tình trạng không thuyên giảm, người thân mới đưa gia đình ông Kim tới Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên để khám và điều trị. Qua xác minh ban đầu, gia đình ông Kim bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân xuất phát từ món ăn là canh nấm mà con trai ông Kim hái trên nương gần nhà. Lần đầu hay ăn mà ăn không bị, thì lần này ăn con đấy hái về xong ăn xong lại bị. Sợ đời không, bây giờ được một lần nói tới đây giờ phút rút kinh nghiệm rồi, không hái nữa. Sau gần 2 ngày nhập viện điều trị tích cực, đến thời điểm này tình trạng của các bệnh nhân bị ngộ độc nấm nói trên đã tương đối ổn định, các triệu chứng ngộ độc giảm rõ rệt. Theo nhận định của các bác sĩ, do lượng nấm ăn không quá nhiều nên tình trạng bệnh nhân cũng không bị nặng. Tuy nhiên, không vì thế mà những nghi ngại giảm đi bởi các ca ngộ độc này hầu như năm nào cũng có. Và qua đây thì tôi cũng khuyến cáo bà con nhân dân những cái nấm mà chúng ta không biết rõ nguồn gốc ở trên rừng và những cái mà chúng ta không biết chúng ta không nên dùng, và có tuyên truyền cho bà con nhân dân sâu rộng hơn. Cùng với việc điều trị cho bệnh nhân, ngay khi có ca ngộ độc nấm xảy ra, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra loại nấm gây độc đã được sử dụng để kịp thời cảnh báo cho bà con nhân dân. Điều này là hết sức quan trọng bởi người dân thường thu hái các loại nấm độc trong tự nhiên để bán, làm thực phẩm mà chỉ dựa trên kinh nghiệm. Khi tuyên truyền ấy thì thường là bằng tranh ảnh, nhưng không có những cây nấm thật làm mẫu. Thế cho nên là qua hình ảnh thì nó cũng chưa phân biệt được rõ. Đối tượng đi nghe thì là thường là gia đình chỉ cử một người, mà thường là chủ hộ đi. Chứ còn trẻ em thì với người phần thành viên còn lại thì không được đi nghe, cho nên là thường là không thể biết được phân biệt được cái nấm độc này. Đề nghị là ở trên quan tâm là phải có cái hỗ trợ về tiếng dân tộc nữa. Theo khuyến cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các ca ngộ độc từ nấm được xác định có nguy cơ tử vong cao hơn các ca ngộ độc thực phẩm khác. Vậy nên, việc tăng cường tuyên truyền để người dân biết và tuyệt đối không hái sử dụng nấm lạ, nấm không rõ nguồn gốc làm thực phẩm là rất cần thiết. Khi mua nấm ở chợ, nên mua loại đã từng ăn, mua ở những cơ sở có uy tín, cần kiểm tra có đồng nhất về chủng loại và màu sắc, có lẫn nấm độc hay không. Nhất thiết phải loại bỏ các loại nấm lạ, nấm có màu sắc sặc sỡ, thân nấm bị mốc, thịt nấm có màu khác lạ và có hiện tượng phát quang để hạn chế tối đa các vụ ngộ độc do nấm gây ra.